Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị, nằm trong về đề tài về phát triển hạ tầng giao thông tại Việt Nam và đáp ứng nhu cầu của khán giả, trong số đối thoại trước chúng tôi đã cùng bàn về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Tại chương trình thì các khách mời là những người đại diện từ ngành đường sắt, các chuyên gia kinh tế, chuyên gia về hạ tầng giao thông đã cung cấp rất là nhiều thông tin liên quan tới dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam sẽ được Chính phủ trình Quốc hội vào năm 2019, về sự cần thiết của dự án cũng như là câu chuyện về vốn hay là những cái vấn đề khác mà khán giả đã gửi cho chúng tôi trong tuần vừa qua. Thì trong tuần này chúng tôi sẽ tiếp tục cùng các khách mời để bàn luận về chủ đề này, bàn luận về tính cần thiết của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam cũng như những câu chuyện xoay quanh vấn đề vốn và những kinh nghiệm của các nước trên thế giới, thì rất là mong sẽ có nhiều thông tin cho quý vị khán giả. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia. Tiến sĩ Phan Lê Bình, giảng viên khoa kỹ thuật hạ tầng Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông Đào Huy Giám, Tổng Thư ký Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam. Vâng, trên là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay của đối thoại ạ. Và như tôi có chia sẻ từ ban đầu, đó là đây là chương trình đối thoại thứ hai để bàn về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Tất nhiên là các khách mời dưới vai trò vị trí của mình, thậm chí là người dân, chúng ta vẫn có thể đóng góp ý kiến về dự án này. Thì trước khi mà chúng ta cùng chia sẻ quan điểm của mình, thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem lại một phần tổng hợp của chúng tôi, trích những ý kiến đáng chú ý của các khách mời trong số trước. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Trước kia thì chúng ta dự định với xây dựng đường sắt cao tốc và như tương ứng như Shinkansen của Nhật, cái tốc độ khoảng 350 km/h vận tải hành khách và cũng là đường đôi khổ 1435. Thế hiện nay thì chúng ta đang nghiên cứu để xây dựng đường sắt tốc độ cao khoảng đâu đó 160-200 km/h và vừa vận tải hành khách và vừa vận tải hàng hóa. Thực ra thì không nhiều quốc gia hiện nay mà có được đường sắt đến tốc độ 350 cây, không nhiều. Và tầm khoảng 200 cây thì cũng là rất là nhiều các quốc gia. Và tôi cho rằng có trong trung hạn thì có lẽ là chúng ta sử dụng đến 200 km/h cũng là rất là phù hợp. Còn về mặt tương lai thì nó phải lên đến 350 km/h. Chúng ta phải tính toán cái việc hạ tầng, chọn phương thức nào, chọn quy mô nào, chọn công nghệ nào để cái hạ tầng nó không lỗi thời, nó không lạc hậu. Và để làm sao nó có thể chuyển đổi được, nó có thể chuyển sang giai đoạn 2 mà với một chi phí thấp nhất. Đấy, chứ nếu mà hạ tầng của giữa 200 km và 300 km là tiệm cận gần nhau thì chúng ta chắc chắn phải chọn 350 km để chạy ngay, chứ việc gì mà phải thay đổi hạ tầng nó. Một cái hạn chế rất là cơ bản của đường sắt của chúng ta là vị trí địa lý của mình ấy, nó không hòa nhập với là đường sắt quốc tế, thì chỉ hòa nhập với đường sắt Trung Quốc thôi. Đấy, cho nên cái sức ép hội nhập về vận tải quốc tế thì nó cũng bị hạn chế. Đặc biệt là mình khổ đường nó là hẹp, bên kia họ khổ đường rộng, cho nên là phải có sinh ra là đường lòng đó. Năm 2010 thì chúng tôi cũng được dự một cái buổi họp cuối cùng của Bộ Giao thông Vận tải trước lúc trình Quốc hội. Thì chúng tôi cũng, bây giờ nói lại lịch sử thì chúng tôi cũng không muốn gọi là phê phán hay là nói ở kia, thế mà chưa thật là đầy đủ, chưa thật là sâu sắc, chưa thật là toàn diện. Đấy, cho nên ấy, giả sử như tôi là một đại biểu Quốc hội chẳng hạn, thì tôi cũng cho rằng ấy, là chắc là phải tính toán thêm, chắc là thời gian nó gấp quá, rồi là sức thuyết phục nó phải cao hơn, rồi ấy, những cái phía cạnh mà có tính gọi là so sánh nó phải rộng hơn. Đường sắt thì cái đầu tư hạ tầng nó lại quá lớn, vượt qua cái khả năng của các nhà đầu tư đơn lẻ. Giới người ta xã hội hóa là như thế này, cái xương sống thì bao giờ quốc gia, nó là tài sản quốc gia, nhưng kết nối, vận hành, kết nối, kể cả trong quá trình sử dụng, kể cả từ bảo dưỡng, kết hợp với các khu đô thị để tạo ra hiệu quả cho ngành đường sắt cao hơn nữa, thì người ta lại đấy là xã hội hóa, chứ không xã hội hóa toàn bộ giống như đường bộ. Mà đấy là bài toán mà phải ngành đường sắt, ngành giao thông phải đề xuất để có được. Hiện nay là một trong bốn quốc gia hàng đầu thế giới về chế tạo và công nghệ đường sắt chính là Hàn Quốc. Nhưng cách đây 39 năm khi tiềm lực kinh tế của họ rất là yếu, họ đã mạnh dạn đầu tư, họ đề xuất tham mưu cho chính phủ Hàn Quốc tiếp nhận công nghệ của Nhật Bản. Và đến tại thời điểm này họ đang xuất khẩu cái công nghệ hàng đầu thế giới luôn.
Vâng, thưa các khách mời, trong số trước thì chúng tôi đã đặt ra rất nhiều vấn đề với các khách mời. Trong đó, việc đầu tiên mà chúng tôi đặt ra đó là sự cần thiết, sự cấp thiết chúng ta phải có một cái đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Thì ở đây là các khách mời đánh giá thế nào về cái sự cấp thiết hay sự cần thiết này? Thì trước là xin mời ý kiến của ông Giám ạ. Tôi thấy rằng là có rất nhiều ý kiến cho rằng là rất cần thiết. Nhưng riêng cá nhân tôi thì tôi không đánh giá rằng là dứt khoát phải là rất cần thiết. Phải nói thực rằng là trên thế giới những nước có một cái dải đất nước dài suốt cỡ độ 2.000 cây số như chúng ta, rất ít nước có những đường tuyến đường mà chạy xuyên suốt đất nước như vậy, mà đặc biệt với tốc độ cao. Nhưng phải nói rằng nó là cần thiết, nhưng phải rất cần thiết, mà cái tính cần thiết của nó phụ thuộc vào thị trường, tức là hàng hóa anh chuyên chở có nhu cầu chuyên chở bao nhiêu, hành khách anh có nhu cầu chuyên chở bao nhiêu, sự tương tác với sự phát triển đô thị anh tính toán đến đâu, sự phối hợp với các phương thức vận tải khác và kể cả cạnh tranh với các phương thức vận tải khác như là hàng không, vận tải thủy và vận tải bộ. Tôi lấy ví dụ như vận tải bộ thì dứt khoát giả sử chúng ta xác định là chi phí với hàng hóa chẳng hạn là 100 hay với hành khách, thì với đường sắt nó có thể hoàn chỉnh được 60, với đường thủy ở một cự ly hợp lý chẳng hạn như là mức độ vài 300 cây số cho tuyến vận tải trở lên đến hàng 500, 1.000, 2.000 thì nó chỉ khoảng chỉnh độ 3 hoặc là 30, 1/3 cái vận tải đường bộ, và đường vận tải không thì có phần đắt hơn nhưng nó lại nhanh hơn. Cho nên tôi cho rằng là phân tích tính cần thiết là chúng ta cần, nhưng mà không phải là cấp thiết phải có cả tuyến, mà phải có cái mức độ là chia một cái dự án lớn như vậy mà chúng ta tính toán đến 5-6 mà thậm chí nếu như đội 4 sau này phải lên đến 8-90 tỷ đô la Mỹ thì phải chia thành nhiều cái giai đoạn phát triển, và những cái mục đích mà trước hết nó phải căn cứ vào cái nhu cầu thị trường về vận tải hàng hóa, vận tải hành khách và cái hiệu quả mà thị trường có thể trả cho các dịch vụ đó. Giả định nếu chúng ta có ngay vốn để xây dựng ngay một cái tuyến dài 1.700 cây số như vậy, thậm chí đến tận Hà Tiên hay là Mũi Cà Mau đến tận 2.000 cây số, chưa chắc chúng ta đã khai thác được ngay có hiệu quả, mà thậm chí nếu không hiệu quả liên tiếp trong một số năm có thể là đổ vỡ. Cho nên là tôi đánh giá rằng cần thiết nhưng không phải là rất cần thiết, mà có một số đoạn rất cần thiết nhưng một số đoạn khác thì nó chưa phát huy được bởi vì cái hạ tầng xã hội và kinh tế nó chưa có. Ông Bình nghĩ thế nào? Khi mà chúng ta bàn đến cái vấn đề tính cần thiết của dự án này thì ngược lại chúng ta đặt ra kịch bản là nếu không có đường sắt, chưa nói là cao tốc hay tốc độ cao, nhưng mà là một cái đường sắt tốt hơn cái đường sắt bây giờ mà chúng ta đang có, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta có thể nói bây giờ cái hệ thống đường sắt mà chúng ta đang có nó tồn tại cũng như không tồn tại. Xin nói một cách gọi là hơi đắng lòng như thế. Tức là cái tỷ phần chuyên chở hành khách của cái hệ thống đường sắt hiện có nó chiếm rất là ít, một con số vô cùng khiêm tốn. Theo tôi nhớ hình như là dưới 10% tổng cái nhu cầu vận tải hành khách. Như vậy là nó tồn tại mà như không. Tồn tại như không có nghĩa là chúng ta hiện nay vận tải hành khách đường dài hoàn toàn dựa trên đường bộ và đường hàng không. Thì với cái tốc độ phát triển kinh tế, tốc độ tăng dân số của chúng ta, với cái chiều dài đất nước như thế này, thì trong cái nghiên cứu vào năm 2009 mà JICA giúp chúng ta nghiên cứu toàn hệ thống toàn thể giao thông toàn quốc, cũng như là cái nghiên cứu về đường sắt cao tốc vào thời điểm đó, thì cũng đã cho thấy là cái nhu cầu di chuyển giữa các thành phố lớn nó rất là cao. Và nếu chúng ta chỉ dựa vào đường hàng không cũng như là đường bộ thì cái mức độ tập trung về đường hàng không nó rất là cao. Còn cái chuyên chở vận tải bằng đường bộ nó có một cái nhược điểm vô cùng lớn, đó là vấn đề an toàn giao thông. Ngay như bản thân tôi, nếu mà tôi cần di chuyển trên một quãng đường dài khoảng chừng trên 500 cây số thì thực sự là tôi rất là ngán dùng đường bộ, vì tôi không biết là đi bằng xe khách trên cái hệ thống đường bộ của Việt Nam thì không biết là chết lúc nào, tôi nói thẳng. Cho nên cái tính an toàn của vận tải hành khách bằng đường sắt nó rất cao so với đường bộ. Vì thế cho nên qua những cái tính toán thì với một cái hệ thống giao thông mà nó có đường sắt có thể vận tải được hành khách và đáp ứng được nhu cầu của hành khách thì nó sẽ tạo thành một cái bức tranh giao thông rất là cân bằng cho cái sự phát triển của đất nước. Vì thế cái tính cần thiết đã được chỉ ra. Còn việc chúng ta tổ chức chiếc chạy tàu với tốc độ bao nhiêu, cao tốc hay là tốc độ cao, thì cái đó phải dựa trên những cái tính toán rất là kỹ lưỡng về nhu cầu giao thông. Đương nhiên chúng ta chạy tốc độ cao thì chắc chắn sẽ tìm được nhiều khách hơn vì người ta chuyển từ hàng không sang đường sắt. Mặt khác là cái vốn đầu tư nó sẽ đội lên. Vậy thì một cái tính toán cân bằng với cái mức độ đầu tư vừa phải và chi phí vừa phải nhưng cũng thu được một lượng khách thích hợp, đó là cái bài toán mà chúng ta phải giải.
trong thời gian tới khi mà làm những cái những cái nghiên cứu cụ thể về nghiên cứu khả thi? Tôi nghĩ là cho đến bây giờ thì cũng như các nước trên thế giới người ta đều cho thấy rằng tức là vận tải đường sắt là vẫn là một cái loại hình vận tải rất là quan trọng, và có thể nói là một trong những cái loại hình vận tải mà được quốc hữu hóa nhiều nhất, tức là chính phủ đứng ra chứ không phải là giao cho tư nhân. Tại sao là chính phủ đứng ra? Là vì điều đó chứng tỏ tức là đầu tư vốn là rất lớn và thu hồi vốn là rất chậm, nên là tư nhân người ta không làm. Nhưng mà nói lại là một loại hình vận tải rất là thiết yếu, cho nên là chính phủ không thể bỏ được mà phải làm. Đấy là cái lập luận của họ như vậy. Ở Việt Nam thì tôi thấy tôi cũng nhất trí một cái phương án, tức là chúng ta cũng đừng có tham vọng cao tốc làm cái gì. Trong cái trình độ quản lý công nghiệp hiện tại của Việt Nam, cao tốc đâm ra là mất an toàn. Nên tôi đồng ý phương án của hai anh, tức là chúng ta chọn một cái phương án tức là tốc độ cao. Một cái loại hình tức là đâu đó độ khoảng 120-150 km/h, tôi nghĩ là cũng tốt lắm rồi. Và vừa có thể vận tải hành khách, vừa có thể vận tải hàng hóa. Và có thể nói tức là cái phát triển của cái vận tải đường bộ hiện nay của Việt Nam là tương đối chậm so với nhiều nước trong khu vực, đặc biệt là rất chậm so với những nước trên Trung Quốc. Tức là người ta đã có hệ thống đường cao tốc tính bình quân cho đầu người đã rất cao rồi. Và về đường sắt thì lại càng chậm hơn nữa. Cho nên là tôi nghĩ là nhất định là chúng ta phải có một hệ thống đường như vậy. Vâng ạ, như vậy là hai khách mời đều thấy là tính cần thiết của đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Như số trước thì ông Minh cũng đã giải thích là lần này chúng ta trình lên là trình về đường sắt tốc độ cao. Như vậy thì nó hợp lý hơn, vừa vận tải hành khách vừa vận tải hàng hóa. Còn năm 2010 quay lại là chúng ta bàn về câu chuyện là đường sắt cao tốc. Thì như vậy là các khách mời có thêm những thông tin chia sẻ là câu chuyện là tại sao năm 2010 mà chúng ta Quốc hội lại chưa phê duyệt cho dự án này không ạ? Không dám có một cái phần thông tin chia sẻ không ạ? Trước hết là tôi không thông tin nội bộ về cái việc này. Nhưng tôi thấy là cái hoàn cảnh kinh tế của đất nước vào năm 2010 với cái mức GDP khoảng trình độ xung quanh 100 tỷ đô la Mỹ và với cái ngân sách mà chính phủ quản lý được một năm khoảng trình độ xung quanh 30 tỷ đô la Mỹ thì xét một cái dự án mà đề nghị là 56 tỷ đô la Mỹ dù là cho 20 năm. Chưa kể tôi nói rằng là theo truyền thống vào những dự án trình năm 2010 thì mức độ đội vốn thường cao hơn 20-30, thậm chí 30-50%. Cái thứ hai là một cái dự án đường sắt như thế này, tôi nói thật là tôi cũng bảo muội xin có bình luận về cái tên của nó. Tôi muốn đặt tên cái dự án là dự án phát triển vận tải đường sắt Việt Nam, chứ không phải là dự án đường sắt cao tốc hay tốc độ cao, tại vì nó không chỉ có đường sắt. Tôi lấy ví dụ như là bất cứ một cái đường sắt nào, một cái tuyến đường nào, thì cái phần bắt đầu từ xuất phát từ cái điểm mà thường là đô thị và khu công nghiệp ấy, nó mọc ra những cái rễ cây, từ cái đa, nó tỏa trùm ra. Và khi nó đến nó phục vụ cho các cái khu trên đường đấy đi, ra những cái cảnh. Và thì do vậy cái yêu cầu đầu tư nó khác. Và yêu cầu không phải chỉ là đường sắt, mà cái dịch vụ logistics, thì kết nối với vận tải đường bộ, kết nối vận tải đường thủy, đường nội thủy, nó rất là khác. Chứ chỉ về cái tên. Cái thứ hai là tôi cho là dự án này rất phức tạp. Không những phức tạp chỉ về chuyện về vốn, chỉ về chuyện kỹ thuật có con đường đấy, mà anh Nghĩa nói rất đúng là năng lực quản lý. Nếu mà chúng ta quản lý một cái dự án đường sắt trên cái tuyến đường dài 2.000 cây số đó, mà chúng ta lại chạy với tốc độ 250-300 cây số giờ, tôi cho là sự cố xảy ra liên miên. Cũng không ai dám đi. Không ai dám đi. Mà nói thực là này, nếu mà chúng ta như hiện nay chúng ta lại vay vốn của 5-7 đối tác, đoạn này thì của nguồn vốn từ Nhật, đoạn kia nguồn vốn từ Đức, đoạn nọ nguồn vốn từ Pháp, thì chúng ta lại càng đứng trước nguy hiểm là chúng ta không quản lý được. Tôi cho rằng dự án đường sắt này nếu như được tổ vận tải phát triển đường sắt Việt Nam này, phát triển vận tải đường sắt, nếu như chúng ta được hội thông qua, tôi nhìn nhận nó như một cơ hội cho sự phát triển của nhiều ngành khác. Ví dụ như ngành tự động hóa, ví dụ như ngành đóng toa xe, ví dụ như là cái ngành mà hoàn thiện các cái đầu máy toa và dịch vụ ở trên tuyến đường, rồi dịch vụ logistics và cách mạng 4.0 về tự động hóa, về tin học. Và nếu chúng ta cởi mở những cái chương trình dài hạn ra thì các doanh nghiệp dù là nhà nước hay là tư nhân, dù trong nước hay là ngoài nước tham gia vào trong cái dự án này, là đến lúc này chúng ta nên xem xét và triển khai nó theo một cách tân tiến, một cách hợp thời. Đó là tạo công khai cái quá trình hoạch định chính sách, công khai các cấu phần của nó, công khai các yêu cầu của nó và linh hoạt về cái phương thức tham gia. Tôi lấy ví dụ như là lúc nãy các anh chị chia sẻ là ngành đường sắt thường là ngành được quốc hữu hóa cao nhất. Trong quá trình đàm phán WTO mà tôi thực hiện suốt, ban đầu tôi cũng ngộ nhận rằng đường sắt và thông tin viễn thông là chỉ có nhà nước mới đầu tư được. Thì các bạn đàm phán với tôi cách đây 20-25 năm đã nói rằng ông Tám ông nhầm. Và thời gian qua tôi chứng minh rằng là ngay ở nước Pháp,
ở nước một trong nước đầu tiên triển khai đường sắt cao tốc với tốc độ đến 250, 300, 320. Thì cuối cùng là không những là họ tư nhân hóa, mà bây giờ họ mở ra cho các công ty khác ở nước ngoài vào đầu tư và quản lý và nguồn vốn để khai thác. Và cũng có dư luận trái chiều trong dư luận của Pháp, đấy là niềm tự hào của nước Pháp. Nhưng mà họ vẫn cứ phải mở, và cũng có cái phương thức để mở cho tư nhân, cho nước ngoài tham gia quản lý ở mức độ nào đó. Thì theo tôi là chúng ta đang cần một hệ thống đường sắt dựa trên cái chuẩn tối thiểu của thế giới là hệ thống 1m435 làm nền tảng để phát triển vận tải đường sắt, và từ đó chúng ta có thể phát triển những bước đi dài hơn, ví dụ như là tốc độ cao hay là vân vân khác. Ông Bình nghĩ nào? Nói về cái việc chấp thuận thông qua cái công trình 56 tỷ đô la hay không, thì thật ra tôi cũng là một người đã từng có mặt trong cái quá trình chuẩn bị cho cái dự án của năm 2009. Lúc đó tôi đang làm việc cho JICA Việt Nam. Thì nhưng mà làm việc cho JICA Việt Nam là một việc, còn xét từ góc độ của người làm chuyên môn ấy, thì tôi có phần ngạc nhiên. Đó là người ta bàn nhiều quá đến cái số tiền 56 tỷ đô la. Thế nhưng mà người ta không bàn với nhau xem là cái 56 tỷ đô la đấy nó được dùng cho việc gì. Thật ra, cũng như anh Giám nói đó, là khi mà chúng ta dùng cái nguồn tiền này, nó là một cái đầu tư công, đầu tư nhà nước, và nó sẽ tác động mạnh đến nền kinh tế. Nó giúp cho các đơn vị sản xuất sắt, sản xuất bê tông phát triển hơn, giúp cho những đơn vị đóng đầu máy toa xe có thể nâng cấp cái công nghệ kỹ thuật của mình. Thì những cái đầu tư đó từ nhà nước để kích những cái ngành công nghiệp rất là quan trọng của đất nước mình nó phát triển hơn, thế tại sao lại không làm? 56 tỷ đô có thể là lớn, chúng ta điều chỉnh lại một con số, nhưng người ta bàn quá nhiều đến cái con số lớn đó, còn người ta không bàn đến cái tác động của chúng ta được gì khi mà chi 56 tỷ đô đó lại. Nó sẽ tạo rất nhiều công ăn việc làm. Một khi cái đường sắt này nó hoạt động, nó có hàng vạn việc làm trong rất nhiều năm, đến năm 70 năm hoặc 100 năm. Thế thì ít người bàn đến cái câu chuyện đó. Và một cái nữa anh Nghĩa cũng trao đổi đó là ngành đường sắt được quốc hữu hóa nhiều. Thế tại sao lại như vậy? Tại vì thật ra ngành đường sắt nó tạo ra nhiều cái giá trị mà nó mang tính chất có ý nghĩa xã hội nhiều, chứ nó không mang tính chất kinh tế. Ví dụ đường sắt nó chạy nó ít thải carbon, carbonic ra môi trường, nhưng tốt cho môi trường, nhưng mà nó lại không tốt cho túi tiền của cái đơn vị vận hành đường sắt tí nào cả, tại vì không ai thu được tiền từ cái chuyện mà giảm phát thải khí carbonic. Hoặc là một cái điều rất quan trọng mà tôi cũng nói từ đầu, đó là vấn đề an toàn giao thông, bớt chết người vì tai nạn giao thông. Cái đấy thì xã hội này hưởng lợi, nhưng mà cái đơn vị vận hành đường sắt không hưởng lợi cái gì. Cho nên khi mà thấy những cái điểm tốt về mặt xã hội đó thì nhà nước phải đầu tư chứ còn ai khác nữa. Cho nên chúng ta hạch toán kinh doanh thì nó không có lãi, nhưng mà xét về những cái khía cạnh mà có lợi cho xã hội thì đó là điều đáng làm. Cho nên cái hồi năm 2010 thì chúng ta bàn nhiều quá về cái tiền chi ra, nhưng mà chúng ta ít bàn đến cái lợi ích xã hội mà nó mang lại. Sau sắp tới chúng ta cũng sẽ lại bàn tiếp về cái vấn đề đấy đó. Thì tôi nghĩ là nên triển khai cái bàn về cái lợi ích mà nó đạt được, nó đem lại cho xã hội của chúng ta, cân bằng với cái mức chi ra để chúng ta đi đến cái quyết định đúng đắn. Tất nhiên là tiền thì cũng phải bàn, bởi vì nó cũng không phải là nhỏ, nhất là trong cái điều kiện hiện tại của Việt Nam. Nhưng mà chúng ta có thể nói tức là khó có thể tìm đâu ra một nguồn lực lớn như vậy mà nội địa, dứt khoát là phải nhờ vào cả cái đầu tư của nước ngoài, các khoản vay của chính phủ, của các cái ngân hàng cơ sở hạ tầng mà chúng ta cũng là cổ đông, như là cơ sở hạ tầng châu Á, vân vân. Và đồng thời tức là làm một cái con đường lớn như vậy ấy, thì nó cũng phải tính đến cái chuyện như cả anh nói, tức là kết nối nội địa đã đành, phải kết nối quốc tế đó. Nó nằm trong một cái chiến lược chung về phát triển cơ sở hạ tầng của châu Á với Trung Quốc. Và tôi cũng đang có nhiều thông tin khác nhau, tức là cũng có những người đưa ra một cái giá, ví dụ như con đường đấy thì có những người đưa ra cái giá tức là 57 tỷ đô. Tức là toàn diện, đầu tư toàn diện. Nhưng mà cũng có những quốc gia người ta sơ bộ hạch toán thì người ta đưa ra một cái giá tức là đâu đó chỉ được khoảng 35 tỷ, không đến 50 mấy tỷ. Và cái chuyện này thì tôi nghĩ là
chính phủ cũng phải ngồi mà xem xét mà bàn mà tính toán khoảng cái suất đầu tư thế nào để cho nó hợp lý. Và tốt nhất là tức là tôi đồng ý tức là làm chia ra làm nhiều đoạn. Rồi thì là bổ sung rồi kết nối dần cho nó thích hợp. Bởi vì cũng giống khi chúng tôi khảo sát cái cảng Vân Phong thì nhờ cái cảng Amsterdam vào người ta nghiên cứu thì người ta nói tức là cảng thì rất tốt. Nếu mà chấm điểm cho cảng thì họ chấm là 8 điểm. Nhưng mà chấm điểm cho vận tải biển ở đấy thì họ chấm được có 2 điểm. Vì họ bảo là chẳng có hàng hóa nào để mà vận tải cả. Tức là xung quanh đó chẳng có một cái khu công nghiệp nào ghê gớm cả, có một cái khu dân cư nào ghê gớm cả, có một cái nhu cầu vận tải gì ghê gớm cả. Vừa từ đó để mà lan tỏa đi cũng rất là khó khăn. Thì cho nên người ta bảo tôi không nên. Xây dựng một cảng trung chuyển ở đấy làm gì. Gần đây thì bắt đầu chúng ta bị chú ý hơn một tí đến đường cao tốc, đưa ra một cái con số xây dựng mấy nghìn km đường cao tốc, nhưng mà cho đến giờ phút này mới được có mấy chục. Tính rất là tức là được đó khoảng 400. Quá ít ỏi so với cái dân số là gần 100 triệu người. Trong cái đường sắt này tôi nghĩ cũng vậy. Tức là tránh cái tình trạng là đưa ra rồi thì là bàn bạc rồi thì quyết định đầu gối đuôi chuột. Mà phải có một cái chiến lược rất là dài hạn, rất là cụ thể mà gắn với rất nhiều những cái vấn đề, ví dụ như là kết nối hạ tầng, rồi thì logistics, rồi thì là phát triển các cái khu, các cái cụm công nghiệp, cụm dân cư, rồi phát triển đô thị. Thì nếu mà chúng ta làm được như vậy thì tôi nghĩ rằng là tìm kiếm vốn không khó. Người nước ngoài người ta khi mà thảo luận với chúng tôi về cái đường bộ Việt Nam, đường bộ cao tốc đấy, người ta cũng nói tức là ngân đó tiền rất là lớn. Vấn đề quan trọng nhất chúng tôi lo ngại tức là ông chính phủ có giải phóng nổi mặt bằng đúng như hạn định không. Vấn đề thứ hai tức là cái dự kiến của các ông về lưu lượng xe, lưu lượng người và lưu lượng xe trên đường có chuẩn xác không? Làm lên đường rồi mà xe không có để chạy thì làm sao? Vấn đề thứ ba tức là chúng tôi bỏ tiền ra thì phải lời ăn lỗ chịu. Các ông cũng được đưa ra một cái mức tức là lợi nhuận phải đạt tối thiểu là tối đa 14%. Nhớ ra chúng ta đạt được 17-18% thì các ông lại lấy mất rồi. Mà chúng tôi lỗ thì các ông có bù đâu? Đây là vấn đề thứ ba. Vấn đề thứ tư tức là chúng tôi muốn tức là kinh tế của ông ổn định, làm phát thì ổn định, tỷ giá hồi đáy ổn định. Để khi chúng tôi đầu tư vào một cái công trình dài hơi như vậy, đến khi rút tiền ra tỷ giá hồi đáy mà thay đổi rồi thì chúng tôi cũng chết. Nên đưa ra những cái rủi ro. Trong cái đường sắt này nhất định người ta sẽ đưa ra còn khắt khe hơn vì những cái tiêu chuẩn mà họ đầu tư. Và chính vì thế cho nên là tôi nghĩ là nếu là định làm thì ngay từ bây giờ tức là phải nghiên cứu thật là kỹ để đưa ra trình ra Quốc hội cả những cái phương án về tài chính. Trong trường hợp là người nước ngoài đầu tư thì mới được. Còn nếu không thì dù cho Quốc hội thông qua mà không có vốn đầu tư thì chả giải quyết vấn đề gì. Cái ý kiến của ông Nghĩa thì tôi bổ sung mấy cái điểm. Điểm thứ nhất ấy, về phương thức nguồn vốn ấy, thì đến lúc này ở trên thế giới có nhiều ví dụ là nguồn vốn không chịu của chính phủ. Nhưng mà trước hết mà chúng ta vướng ấy, là trên một tuyến đường sắt mà chúng ta mong muốn dài hàng gần 2.000 cây số đó ấy, giải phóng mặt bằng. Tôi ví dụ như là việc của cái này thì chỉ nhà nước làm được, đó là quy hoạch trước và giải phóng mặt bằng. Giải phóng theo quy hoạch. Theo đúng quy hoạch. Và nếu giải phóng ngay từ bây giờ thì không đổi vốn. Nếu như chúng ta lại để làm đến đâu rồi giải phóng đến đấy thì chúng ta sẽ có những con đường đắt nhất hành tinh và không bao giờ chúng ta làm được. Cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai ấy là về mặt đường sắt thì nếu như nói như anh Nghĩa là nhà đầu tư lời ăn lỗ chịu thì nên đầu tư, không đầu tư trùng một tuyến đường đã có. Anh đầu tư vào cái tuyến đường anh tự khai thác, và nếu như anh nào trả được cái chi phí của tôi thì anh sử dụng cái dịch vụ của tôi, thì cái đó là một cái hướng theo tôi là thuận tiện và thuận lợi, chính sách cần là rõ ràng. Và đặc biệt quan trọng hơn cả là phải chia ra từng gói để mà đầu tư dần. Trong một cái tầm nhìn tổng thể, tôi đánh giá hiện nay chúng ta yếu nhất không phối hợp quản lý với các ngành vận tải khác mà chúng ta đã nói. Chúng ta yếu nhất về nguồn nhân lực và quản lý nếu chúng ta tự làm. Có một tuyến đường sắt theo tôi là trong vòng 10 năm nữa chúng ta không có nguồn nhân lực và chúng ta không có cơ quan quản lý. Tôi thừa thật với các anh các chị rằng chỉ riêng cái chuyện là phát triển cảng, bàn với bà Sĩ Đẹp Vũng Tàu, chúng tôi đã mời bà Đẹp Vũng Tàu sang làm việc với Rotterdam và được Rotterdam là bàn hỗ trợ
và hình thức là về từ năm 2011 là đã đưa ra trình hội nghị trung ương đến 2-3 lần về chuyện là chính quyền cảng, thì chúng ta cũng đã không thống nhất mỗi chữ chính quyền, họ đã chính quyền thì phải của nhà nước, chứ làm gì có chính quyền mà có tư nhân tham gia. Nói cái chữ tiếng Anh nó khó dịch là cái quyền hạn quản lý ở cái cảng ấy là giao cho cả nhà nước kết hợp với tư nhân, chính quyền địa phương với nhà trung ương cộng với phần góp vốn tư nhân để tổ chức quản lý. Thì chúng ta không thống nhất mỗi cái chữ chính quyền thôi, chúng ta đã mấy kỳ đưa ra hội nghị chúng ta không bàn ra rồi. Thì những cái hình thức vận tải này nó cũng theo hướng như vấn đề ban đầu là những thuật ngữ như thế cần phải giải quyết. Thế thì nhưng tính cần thiết nó đã xuất hiện và yêu cầu kinh tế xã hội đang tăng lên, bởi vì chúng ta hiện nay là tôi nhìn được trong suốt 20 năm qua điện thường xuyên là đi trước, là đi tăng cao hơn quy hoạch và dự báo, hàng không cũng tăng nhanh hơn dự báo, nhiều lĩnh vực khác tương tự, kể cả nước hay là vận tải biển hay là cảng biển, chúng ta thường là bị dự báo nhưng mà sau chúng ta tăng trưởng kinh tế nhanh hơn, chúng ta theo không kịp, cho nên phải có một cách nhìn mới, nó linh hoạt hơn và có sự điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu về mặt phát triển vận tải đường sắt trong tổng thể vận tải quốc gia kết nối quốc tế của chúng ta. Tôi thấy có một cái vấn đề mình phải nhìn nhận về mặt chiến lược thế này. Tức là như cái ý kiến của cá nhân tôi và cái nghiên cứu của tôi về cái triển vọng công nghiệp của Việt Nam thì tôi thấy tức là dường như là chúng ta đã bỏ qua cái thời cơ trở thành một quốc gia công nghiệp hóa. Và có lẽ là cái thời cơ đấy không quay trở lại. Và công nghiệp chúng ta hiện nay thì thực chất là toàn bộ công nghiệp chế tạo thì nằm trong tay nước ngoài. Cái hàm lượng của người Việt là gần như không có gì. Trong 6 cái ngành công nghiệp, ví dụ như là để chứng nhận mình là một quốc gia công nghiệp phải có 6 cái ngành lớn, tức là ví dụ một là công nghiệp sản xuất tuabin khí, tuabin nhiệt. Hai là công nghiệp đóng đầu tàu, toa xe. Ba là công nghiệp đóng tàu, tàu thủy, cả máy nữa. Bốn là công nghiệp ô tô. Năm là công nghiệp thiết bị viễn thông, cả hạ tầng viễn thông lẫn thiết bị viễn thông. Và sáu là công nghiệp thiết bị xây dựng. Bảy tức là ngành hóa chất. Bảy cái ngành này Việt Nam chúng ta coi như là không có gì. Mà chúng ta đưa ra câu khẩu hiệu, cái slogan công nghiệp hóa hiện đại hóa từ năm 1993 đến bây giờ là trên 20 năm rồi. Và điều đấy cho thấy rằng tức là cái đất nước chúng ta đang đi theo một hướng khác, không phải là công nghiệp hóa mà dịch vụ hóa. Tôi lấy ví dụ năm 1995 thì cái tỷ trọng của cái công nghiệp trong GDP là vào khoảng 23%. Trừ khai khoáng, trừ xây dựng đi thì công nghiệp chế biến chế tạo là khoảng 15%. Thì đến năm 2015 cái tỷ trọng của công nghiệp là 31%. Cũng trừ khai khoáng, trừ xây dựng, trừ điện nước thì còn lại chế biến chế tạo còn có 13,9, tức là 14%, tức là còn thấp hơn năm thấp hơn cách đây 20 năm. Chưa kể là năm 1993 à 95 thì hàm lượng nước ngoài trong cái công nghiệp chế biến chế tạo còn rất thấp. Thì bây giờ hàm lượng nước ngoài trong công nghiệp chế biến chế tạo là chiếm một nửa. Nói cách khác tức là toàn bộ công nghiệp điện tử là về lắp ráp ô tô, liên doanh ô tô đều là của nước ngoài. Và chính vì thế cho nên cả các nhà phân tích quốc tế người ta nói rằng tức là Việt Nam không phải là công nghiệp hóa mà Việt Nam đang là dịch vụ hóa. Và họ nói rằng có thể Việt Nam lại là gặp may, là may mắn. Tức là anh bỏ qua cái giai đoạn công nghiệp hóa đi thẳng vào cái hướng là dịch vụ hóa. Nó phù hợp hơn với cái hoàn cảnh hiện tại của Việt Nam so với cái việc tức là anh bây giờ quay trở lại để sản xuất máy cày. Không có ngành luyện kim, không có đội ngũ kỹ sư, không có công nghệ thì làm thế nào được. Thế cho nên tôi mới cho rằng tức là cái phát triển dịch vụ sẽ là một cái hướng chủ đạo của kinh tế Việt Nam trong dài hạn. Và đặc biệt tức là dịch vụ du lịch. Rồi thì dịch vụ thương mại thì nó gắn rất chặt chẽ với cái vận tải vận chuyển con người, vận tải vận chuyển hành khách. Và tôi nghĩ rằng tức là có lẽ là cao cấp thì là hàng không và trung cấp mà lại an toàn phải là đường sắt. Chọn đường bộ sẽ là cái phương án gọi là ít người chọn hơn trong tương lai dài hạn. Và chỉ là những cái cung đường ngắn thôi. Thì như thế.
Cho nên là tôi nghĩ là có một cái đường sắt và tính toán cho nó cẩn trọng về cái lượng người lưu thông dài hạn thì tôi nghĩ là có thể tức là rất tốt. Tôi muốn nêu một cái ví dụ về đường sắt cao tốc ở Nhật. Thì hiện nay nước Nhật vẫn họ đã xây dựng gần như hoàn thiện cái mạng lưới của họ, và ở gần đây thì họ chỉ xây thêm một vài cái tuyến đường nhỏ thôi. Nhưng mà các chính quyền địa phương ấy thì luôn luôn là có cái xu hướng là muốn kéo cái ga đường sắt về đặt tại tỉnh mình. Tỉnh nào mà có được cái ga đường sắt cao tốc thì sung sướng lắm. Vì nó là cái điểm để kích cầu đối với địa phương. Nó là cái điểm để kéo khách từ những thành phố lớn, ví dụ như Tokyo hoặc Osaka, đến với cái địa phương đó. Có được cái nhà ga đó tại cái tỉnh đó là điều vô cùng sung sướng hạnh phúc đối với cái chính quyền của địa phương. Nói như vậy để hiểu là cái nhà ga đường sắt cao tốc hoặc đường sắt tốc độ cao nó có vai trò rất là quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của cả một vùng, có thể nói là một tỉnh hoặc hơn cả cái tỉnh đó nữa. Thì như vậy, với cái vai trò như vậy ấy, thì cái việc phát triển cái nhà ga nó cũng có thể là được giao cho tư nhân, người ta cũng có thể là đạt được lợi ích từ cái việc phát triển nhà ga cũng như cái khu vực đô thị xung quanh ga. Thế thì nhà nước có thể đầu tư vào cái phần khá tốn kém là cái phần nối giữa các tỉnh với nhau. Còn cái phần nhà ga và cái khu vực xung quanh đó logistic, và cái việc vận hành các cái đoàn tàu chẳng hạn thì có thể giao cho tư nhân để giảm cái tỷ lệ của nhà nước phải chi cho cái việc xây dựng đường sắt cao tốc đi. Và ở đây tôi muốn bàn rộng ra hơn một cái việc nữa, đó là không chỉ cái việc xây dựng đường sắt tốc độ cao mà ngay cả trong đường xây dựng đường bộ cũng vậy. Tức là nhà nước chúng ta bỏ ra cái nguồn chi phí rất là nhiều, thế nhưng mà rất là khó thu lại. Nếu có thu lại thì chỉ là thu phần giá vé thôi. Nhưng mà một cái ví dụ rất là đặc thù đó là ví dụ như các cái con đường mới mở trong đô thị thì nhà ở hai bên con đường mới mở đó lên giá bòn vọt. Thế cái số tiền lên giá đó người dân được hưởng lợi nhưng mà không có vào túi nhà nước một đồng nào cả. Cái này nó sẽ dẫn đến cái câu chuyện là cái thuế bất động sản mà chúng ta đang bàn khá là ồn ào. Thì cái mức bao nhiêu đánh thuế thì là cái câu chuyện chúng ta còn phải bàn. Nhưng cái việc đánh thuế bất động sản là một cái điều cần làm để tạo ra cái nguồn thu rất là vững vàng và ổn định cho nhà nước. Nếu không có cái nguồn thuế đó thì nhà nước cứ bỏ tiền ra để xây dựng cơ sở hạ tầng. Cái tiền xây dựng cái cơ sở hạ tầng mới đó nó sẽ giúp cho phát triển kinh tế, phát triển giá bất động sản rất là cao. Nhưng nhà nước không có hưởng lợi gì một chút nào từ cái nguồn lợi đó cả. Đó là một cái sự bất công rất là lớn trong xã hội của chúng ta. Không, nhưng mà bây giờ nhà nước đã thu thuế quyền sử dụng đất 100% giá thị trường rồi. Chứ không phải như ngày xưa đâu. Ông thu khá lớn rồi. Tôi thấy có cái điểm này, tức là thời gian nói thì nói về vận tải đường sắt, chứ hình chúng ta với nó tốc độ cao rồi, con người nó cao tốc ấy. Người dân tôi thực nghe bình thường cũng không hiểu được. Ta cứ thống nhất là chúng ta đang nói về cái đường sắt. Thế thôi, hiện đại. Với hiểu với nhau rằng tốc độ nó đâu đó trong cái khoảng trên 100 số giờ và dưới 200 số giờ. Đấy, và cái đó phổ biến. Phải nói rằng là nếu quá cao, tốc độ quá cao thì chỉ có người hành khách người sử dụng thôi. Chứ không ai người ta chở hàng hóa bằng. Bây giờ chúng tôi sang Đức vẫn thấy có những cung đường sắt người ta chỉ chạy 60-70 km giờ mà. Thế thôi. Cũng có tàu chở, cái cỡ đó cũng có, như là phổ biến là cái cỡ độ khoảng chừng độ 100 xong đến 150. Về những cái chỗ hẻo lánh thì đường sắt hết nhưng mà đều là phải đường sắt nhỏ nhỏ chứ hơi đâu làm đường sắt cao tốc vào đấy, tốc độ cao vào đấy. Cái thứ hai là nếu mà phân tích kỹ trong cái đường sắt, chắc là anh Việt sẽ giúp cho cái chỗ này rõ. Tức là có những cung đường ví dụ trong khoảng là liên đô thị chùa trung tâm với lại các cái đô thị vệ tinh và ở trong cái vùng kinh tế thì có thể dưới 100 cây số giờ. Thì à một xin lỗi 100 cây số thì rất có thể là vận tải hành khách là nó thuận tiện. Đúng rồi. Và đồng thời bởi vì cái đặc điểm của nó đi từ trung tâm đến trung tâm. Vận tải hàng hóa chẳng hạn ấy, thì lại cái loại mà 5-30 cây 70 cây thì là đường sắt không ít đối và không tiêu chuẩn hóa được. Đúng. Mà nó lại phải là cái cung đường là từ vài 300 cây số đổ lên đến cỡ 500-700 nghìn, nhưng mà đến cái cỡ vào 1,500-2,000 thì tôi lại thấy nó lại kém tác dụng kể cả vận chuyển hành khách. Bởi vì lúc đấy là coi như là tính thuận tiện thời gian của đường sắt ấy, nó không bù lại được cái chỗ là người ta ra sân bay người ta đi xuống sân bay đầu đằng kia. Đúng. Cho nên là nói thực là tôi cũng được đi ở châu nhiều, giữa ví dụ như là một thành phố Roma với lại Paris hay là Geneva hay là đi Berlin hay là đi Áo vân vân, thì cái cung đường độ 1,000 cây số là chỉ đi vào ban đêm mới có khách, chứ đi vào ban ngày không ai ta dành cả cả 12
2 tiếng ban ngày, 8 tiếng ban ngày để ta ngồi trên tàu nó đi. Mà nói thực đi, cao tốc cũng không nhìn thấy cảnh quan đâu. Không phải là ngắm cảnh quan đất nước tươi đẹp đâu. Đường nó chạy trên nhau và rơi vù qua cửa sổ. Cho nên là cũng có đặc điểm khác. Thì phân tích rõ những cái cấu thành này thì tôi ra những yêu cầu và tôi cho rằng là phải dựa vào phát triển vận tải hàng hóa liên kết với các ngành khác mới là chiếm đa số. Và vận tải hành khách trong cái cung đường tương đối ngắn xung quanh một vài trăm cây số là chủ đạo cho các cái tam giác kinh tế, các cái khu kinh tế. Chứ còn chúng ta hay thể hình dung là cứ Hà Nội Sài Gòn này hay là Hà Nội Cần Thơ tương đối ít khách, mà cái đó vận tải hàng không ở tất cả các nơi trên thế giới đều cạnh tranh hơn hẳn vận tải đường sắt, thì ta cần phải nghiên cứu sâu hơn ở lĩnh vực này. Nhưng đấy là những chi tiết mà chúng ta phải tính. Và dẫn đến cái việc là sắp tới trình Quốc hội, thì trình Quốc hội trong cái suy nghĩ chúng ta anh em chúng ta trao đổi, tôi nghĩ sẽ có người hỏi, sẽ đặt ra câu hỏi rằng là vậy thì Quốc hội có thông qua không. Tôi cho rằng là chẳng Quốc hội nào sẽ thông qua toàn bộ một cái dự án như thế ngay lập tức cả. Nhưng mà với tính tất yếu thì cần thiết hiện nay thì là cũng không ai gạt bỏ nó hoàn toàn, mà sẽ có một cái đèn xanh, đèn vàng là tiến hành quy hoạch, tiến hành nghiên cứu khả thi, tiến hành triển khai thí điểm và có thể là sẽ duyệt ở một cái bên tới về cái giai đoạn một của đầu tư chẳng hạn, thì nó tôi cho là hợp lý và cũng phù hợp với tính cần thiết hiện nay của yêu cầu phát triển. Vâng, lại câu chuyện so sánh giữa đi máy bay với cả đường sắt ạ. Thì trong số trước các khách mời cũng có bàn ạ, thì họ lại nói lại hơi khác một chút so với cả ý kiến của ông Giám. Họ còn nói là đi đường bay nhưng mà chúng ta sẽ phải mất 2 tiếng chờ rồi lại xuống, xong lấy hành lý, xong qua rất nhiều cửa hải quan, rất nhiều bước, chứ không phải là như đường sắt là chúng ta lên, chúng ta ngồi và chúng ta ổn định được một cả một thời gian dài, sau đó chúng ta xuống đến ga. Tức là gần như là họ lại cho rằng là nếu chúng ta có đường sắt tốc độ cao và đảm bảo tiêu chuẩn thì chúng ta lại nhiều người lựa chọn đi đường sắt hơn là đi máy bay. Đấy là số trước ạ. Nói thực là tôi cũng không dám nói chi tiết, nhưng mà cá nhân tôi cũng được chứng kiến gần 20 năm ở châu Âu, ở các nước Tây Âu. Thì mức độ sử dụng đường sắt với tần suất của tôi cũng nhiều tất cả các cung đường. Thì tuy là hình dung và lý thuyết là các khách mời nói khác rất đúng, nói rất đúng, nhưng trong thực tế thì những cung đường tôi nói ví dụ như là anh chạy từ Paris đi Bruxelles thì một ngày chẳng hạn anh có độ 30 chuyến đường sắt, thời gian đi mất khoảng độ 3 tiếng, 2 tiếng 45 phút và chỉ cho 320 số. Tại vì nó vẫn còn có những hạn chế này hạn chế khác. Hay đi Paris đi Amsterdam thì khoảng chừng 550 cây số, cũng phải chạy mất độ khoảng 3 tiếng mấy. Chứ cũng không phải là nó chạy 300 cây số giờ xong nó chỉ mất hơn tiếng đâu. Thế còn chúng ta lại còn phải đến tắc đường trong trung tâm đấy. Đến được đấy đó, lên được tàu, đến đằng kia cũng phải là đi thuê phương tiện vận tải. Không, thực ra mà nói tức là nếu mà vẽ một cái đô thị về hiệu quả thì chắc chắn là nó sẽ như thế này, tức là cung đường mà ngắn quá thì nó không hiệu quả. Và nó sẽ có một cái hiệu quả tối ưu ở một cái điểm nào đấy, và dài quá nó cũng sẽ không hiệu quả. Tôi đồng ý ý kiến của anh Nhậm. Cái đấy thì đúng rồi. Thế nhưng mà tầm như ở Việt Nam mình như đâu khoảng ví dụ như từ Đà Nẵng vào thành phố Hồ Chí Minh hoặc là từ Đà Nẵng ra Hà Nội thì đi đường sắt là tốt. Nhưng mà đi một lèo đường sắt từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh thì nghe cũng ngắn, cũng lâu quá. Đó. Thì có thể đúng nhưng mà cái quy mô mối quan hệ kinh tế xã hội giữa Hà Nội Vinh là một cái cung đường rất là thuận lợi, 300 cây số. Hà Nội Quảng Bình cũng là một đường rất là thuận lợi. Đà Nẵng ra ngoài Vinh cũng là thuận lợi. Thế nhưng mà cái sức hút và kinh tế xã hội của cái người đi thì đấy chưa phải là những trung tâm kinh tế rất là mạnh để nó lôi kéo khách đi nhiều. Tôi băn khoăn ở chỗ đó, nhưng tôi cho là giữa Hà Nội, Quảng Ninh rồi Vân Đồn thì là cái lượng khách là dày đặc. Hay là ví dụ Hải Phòng, Lào Cai, tôi xin mở ngoặc một cái điểm là ngày xưa người Pháp khi người ta thành lập cái công ty vận tải đường sắt ở Hải Phòng ấy thì người ta gọi là công ty vận tải Vân Nam. Đúng rồi. Và người ta nhằm vào cái việc là khai thác dịch vụ từ Hải Phòng mà đưa vào vùng Vân Nam Trung Quốc. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta đang hỏi thêm. Họ coi đấy cũng như là một thị trường khá lớn cho vận tải đường sắt mà thông qua Hải Phòng. Vì cũng như thế với thành phố Hồ Chí Minh thì thuận lợi hơn ở giữa thành phố Hồ Chí Minh, Phan Thiết, Phan Rang, Khánh Hòa và đến đặc khu và Vân Phong. Thì nó có một cái cung đường khoảng chừng 450 cây số trở lại. Rất thuận lợi cho phát triển đường sắt với cái tốc độ mà chúng ta vừa nói, tức là đi khoảng 3 tiếng đồng hồ. Bây giờ người ta cũng đang có một số các doanh nghiệp của Trung Quốc và Việt Nam cũng đang muốn phục hồi lại cái tuyến Lào Cai Hải Phòng, tức là cái tuyến đường sắt Vân Nam cũ. Vâng. Với một cái hệ thống logistics thật là hiện đại. Thì cho cả hai đầu thì người ta cũng nghĩ rằng tới đấy sẽ là một tuyến đường khá là sầm uất trong tương lai. Với hơn 100 triệu dân của vùng Vân Nam mà. Khi mà có được cái tuyến đấy thì những người hưởng lợi là người dân tỉnh Vân Nam chứ không hẳn là người dân Việt Nam. Đúng rồi. Cả hai. Hai bên cùng có lợi. Tức là hàng hóa hai chiều. Hai chiều thì. Tại vì đấy là nó sẽ tạo cái cửa ra biển cho hàng hóa của tỉnh Vân Nam. Cho đến nay họ không có cửa ra biển. Là họ có cửa ra biển, còn mình thu lợi từ cái cửa đấy. Chỉ sợ chúng ta chẳng thu được mấy. Trong các khách mời thì trong những năm
chục năm gần đây có vị nào đi đường sắt từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh không ạ? Chưa, tôi chưa đi. Tôi đi vào năm 80, xuống 80 vài lần. À vâng, vậy có lẽ tôi là người đi gần đây nhất. Trong giai đoạn làm nghiên cứu về đường sắt cao tốc của JICA thì là người có tham gia và có phụ trách và quản lý cái nghiên cứu đó. Tôi cũng phải thực địa, trèo lên tàu đi từ Hà Nội vào đến Đà Nẵng. Chỉ đến Đà Nẵng thôi, chứ chưa được đến Thành phố Hồ Chí Minh. Thì chia sẻ với các anh chị là nó có một đặc thù rất là hay khi mà chúng ta đi. Tất nhiên cái đấy khi mà chúng ta lấy thống kê chúng ta cũng thấy ngay thôi. Đó là người ta không hẳn là đi nối từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh đâu, mà khách ở chặng giữa rất là nhiều. Khách đi từ Hà Nội xuống Nam Định, từ Nam Định lên đi đến Đà Nẵng hoặc Huế đó, thì những cái khách chặng giữa đấy rất là nhiều. Và để phục vụ cho họ thì hàng không có làm được không? Không làm được. Cái chặng 300-400 cây số không có hàng không nào bay cả. Thì hoặc là có cái trường hợp như thế này cũng rất là hay này. Ở Nam Định muốn vào Sài Gòn thì lại phải đi xe lên đến Hà Nội rồi mới bay vào Sài Gòn được. Thế thì nếu mà có được một cái đường sắt cho phép người ta đi từ Nam Định đi thẳng vào Sài Gòn thì cũng có thể đấy là một lựa chọn hoặc là Đà Nẵng đối với người dân. Vâng, đấy chính là như thế. Đó, thì cái hệ thống đường sắt nối theo trục Bắc Nam chở khách an toàn, thuận lợi, tốc độ hơn hẳn với cái đường sắt bây giờ là một điều có thể nói là không thể nào thiếu được đối với cái đất nước trải dài như chúng ta. Đúng thế rồi. Còn khi chúng ta đem ra Quốc hội bàn, theo tôi nghĩ thì không hẳn đó là việc chúng ta chấp thuận làm toàn bộ cái đường sắt từ đầu đến cuối, mà trước hết là chúng ta có cái chủ trương. Là cần một cái trục đường sắt tiên tiến hiện đại như anh Giám nói, hiện đại hóa đường sắt Việt Nam trên trục Bắc Nam. Và một khi chúng ta thống nhất trên đó rồi, thế thì ở đoạn nào là làm trước, Hà Nội Vinh hay Thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang, hay còn một đoạn nữa rất là hay đó là Đà Nẵng Huế, cũng là một cái đoạn mà nó vừa phục vụ cho du lịch rất là lớn. Thì chúng ta có nên làm trước hay không? Rồi còn những cái đoạn mà ở giữa thực ra nó không nối được những trung tâm dân số lớn thì chúng ta có thể là ở cái mức đầu tư vừa phải thôi, tốc độ không cần cao lắm chẳng hạn. Thì sau khi có chủ trương rồi thì mỗi cái dự án được đưa ra đầu tư chúng ta lại phê duyệt dự án khác nhau, thì lúc đó chuyện chấp nhận làm hay không làm từng đoạn thì chúng ta sẽ lại phải tiếp tục xem xét rất là kỹ. Tôi có một cái ý là muốn làm như thế, cái điều quan trọng nhất ấy là thực tế thường xuyên thay đổi. Cho nên là phải có một cái nhóm chuyên trách thường trực trong một thời gian ổn định để xử lý những vấn đề phát sinh trong việc phát triển. Vì chúng ta phát triển một cái dự án như thế, một dự án nó phải có đến hàng trăm các cái đối tác tham gia. Và rất nhiều cơ chế nó sẽ được xuất hiện. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta thời gian vừa qua đã cho một vài doanh nghiệp là cơi nới, mở rộng đường sắt thêm độ 3 cây số để về cái kho của mình, có thể giao hàng tại kho đấy để chuyển các nơi khác. Thực tế trên thế giới thì rất nhiều các cái anh phát triển các cái dịch vụ logistics, anh đã xin được kéo cái đường sắt về cái khu vực cảng, đường sông và cảng biển của anh ấy. Và giao một năm là 50.000 container từ cái cảng của anh ta. Nhưng cơ chế chúng ta chưa có. Hiện nay cái doanh nghiệp cơi nới như thế hiện nay của chúng ta đã kêu rất nhiều, bởi vì họ không có một cơ chế quản lý ổn định. Thì cái thứ hai mà nói là cái nối tiêu chuẩn hóa đường sắt như thế nào, để khi mà nó vận tải giữa đường sông, đường nội thủy chuyển sang đường sắt, đi một chặng đường dài hàng 500, 1.000, 1.500 cây số, sau lại tiếp tục được phân phối tiếp đến nơi khác, thì phải có một cái bộ phận thường xuyên thường trực kiến nghị, đề xuất chính sách, đề xuất biện pháp và điều chỉnh các cái biện pháp thích hợp, thì chúng ta mới phát triển được. Và cái yếu tố cuối cùng tôi muốn nói đây nữa là gì, tức là nếu chỉ nhìn vào tải hành khách hay riêng vào tải hàng hóa hay là riêng vào yếu tố nào thì nói chung là về mặt kinh tế sẽ thất bại. Nhưng nếu chúng ta quản lý tốt, cân đối các yếu tố đó, nó tạo cho chúng ta vượt lên được cái mặt bằng, nó bắt đầu có lãi hay bắt đầu có nhu cầu kinh tế, thì đấy mới là cái điểm chốt để chúng ta phát triển một cái dự án, chứ không chỉ thuần chỉ cái chuyện là có hay không, mà cái cách làm về sau nó phải gắn với một cái phương thức phối hợp như thế. Đó là một thông điệp rất là ý nghĩa để trước khi chúng ta kết thúc chương trình. Ngoài cái thông điệp mà ông Giám vừa cảm ra là hai khách mời còn lại còn có một cái thông điệp gì không ạ? Tôi muốn chia sẻ thêm một chút, nói sâu hơn về cái ý nghĩa xã hội của đường sắt. Thì lúc nãy tôi cũng nói sơ qua rồi, đó là về mặt an toàn giao thông, đường sắt có ý nghĩa rất lớn. Thế ngược lại, tôi muốn hỏi, khi chúng ta tính là giảm bớt được một người thiệt mạng vì tai nạn giao thông, thế thì cái lợi ích đó chúng ta quy đổi ra là bao nhiêu tiền? Một người không chết thì chúng ta lợi bao nhiêu tiền? Hay nói ngược lại, một người chết vì tai nạn giao thông thì chúng ta mất bao nhiêu tiền? Đã có ai tính cái con số đó chưa? Thì thông thường ấy, theo thông lệ của Việt Nam chúng ta thì
nếu ai đó chết thì cái thiệt hại tính bằng cái tiền mai táng mấy chục triệu, trăm triệu, thế là hết. Còn ví dụ với những trường hợp mà các cái công trình hạ tầng của Nhật mà họ xây dựng ấy, thì họ sẽ tính cái phần tiết kiệm mạng sống đó bằng cái số tiền mà một người có thể kiếm được trong suốt quãng đời người ta lao động đến khi về hưu, là đại khái một mạng người người ta quy ra là 2 triệu đô la, là từ khi tuổi trưởng thành cho đến năm 60 hoặc 65 tuổi thì một người có thể làm ra cho xã hội cái mức tiền ngang với tiền lương của họ, tính cộng dồn là khoảng 2 triệu đô la một người. Thì một người đang trong tuổi thanh xuân mà bỗng dưng chết vì tai nạn giao thông, như vậy xã hội này thiệt 2 triệu đô la chứ không phải là 100-200 triệu tiền mai táng. Thì cái cách tính nó khác nhau, nó sẽ dẫn đến cái lợi ích xã hội khi mà chúng ta tiết kiệm được số mạng sống do làm đường sắt thay vì là chuyên chở vận tải hành khách bằng đường bộ, nó ra bao nhiêu tiền, cái con số nó khác nhau rất lớn, khác đến hàng trăm lần. Chúng ta có thể tính một con số sơ bộ mà hôm anh em nó tính, tức là khoảng 1 tỷ, 1 tỷ đồng một mạng người, 1 tỷ một mạng người. Vâng, và như vậy là một năm chết 10.000 người, tức là 10.000 tỷ. Tiết kiệm được 10.000 tỷ. Vâng. Đây là thêm một lý do cho cái việc là tại sao nó cần thiết, nó cấp thiết như vậy, đúng không? Vâng. 10.000 tỷ cũng là nhỏ. Vâng. Chính xác là không nhỏ. Vâng. Hiện nay cái công nghệ để phát triển của chúng ta không chỉ riêng đường sắt Bắc Nam hay là phải là vận tải, mà là đất đường sắt đô thị hiện nay chúng ta bắt đầu 4-5 năm. Rồi cái liên kết mạng lưới các đô thị không chỉ Hà Nội mà Thành phố Hồ Chí Minh, rồi mấy bữa nữa là các thành phố lớn khác nữa đều phải liên kết được. Là những mạng nhện liên kết của đó. Thì đấy cùng một cái nền tảng công nghệ. Thì điều anh nói rất đúng đấy, tức là phải chuẩn hóa toàn bộ những cái đó để có thể liên kết với nhau. Nó không chỉ là nội bộ Việt Nam mà còn liên kết với Campuchia, đường sắt nối Thành phố Hồ Chí Minh, Campuchia, rồi là Viên Chăn, rồi thì Bangkok, rồi từ Vân Nam đi các nơi. Nó phải liên kết được với nhau thì nó mới thuận lợi. Nó giống như châu Âu, tức là người ta đi khắp châu Âu bằng tàu hỏa được. Thế cho nên là cái chuẩn mực là phải vô cùng quan trọng. Chúng tôi xin cảm ơn ba vị khách mời ạ, đã rất là tâm huyết chia sẻ những thông tin với chúng tôi. Tất nhiên chúng ta nhìn nhận dưới góc độ của những người dân, những người làm trong các lĩnh vực của mình quan tâm tới vấn đề câu chuyện về đường sắt, bởi vì số trước của chúng tôi đã có những chuyên gia chuyên về lĩnh vực đường sắt, chuyên về giao thông để có thể cung cấp thông tin cho quý vị khán giả rồi. Nhưng tôi nghĩ là những cái góc nhìn của chúng ta nó sẽ có những cách tiếp cận mới, những cái thông tin một cái cách khác, hay là những cách đo lường như cách của chúng ta ngày hôm nay cũng là một trong những cái ví dụ cho thấy là cái dự án này nó cần thiết và nó cấp thiết như thế nào. Và đây cũng là một cơ sở để năm 2019 khi mà dự án này được trình ra Quốc hội thì sẽ có thêm nhiều lập luận căn cứ để giúp cái tính khả thi của nó sẽ tốt hơn, và biết đâu chúng ta sẽ có được một cái hệ thống này sớm trong tương lai. Thì tất cả người dân chúng ta đều đang rất mong đợi, đúng không ạ? Chúng tôi rất là cảm ơn ba vị khách mời đã đến với trường quay của Đối Thoại, và xin chúc các khách mời có nhiều sức khỏe để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi và chờ đợi vào những kết quả tốt đẹp trong tương lai ạ. Và xin cảm ơn ba vị khách mời ạ. Và chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại chương trình Đối Thoại trên website kênh truyền hình VTV www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình Đối Thoại tiếp theo.